lên. Cởi gì? Thì cởi ra. Giữa ngoài đường, giữa ngoài xá mà cởi gì trời? Cởi là cởi giày, không phải cởi mấy cái thứ bậy bạ mà mắc cỡ. Cởi ra nhanh lên. Đường cái chân lên đây. Em. Đó, thấy chưa? Tôi nói có sai đâu. Con ruồi bay qua mặt tôi còn biết con nào được con nào cái đó chứ. Ở đó mà ông dám giếm tiền sau lưng tôi. Mà em nói với anh biết bao nhiêu lần rồi anh sao vậy? Mình phải tiết kiệm để mình mua nhà. Anh cứ vậy hoài à, rồi chừng nào mới mua được nhà bố anh không nghĩ với em hả? Tiền lương tháng này anh đưa cho em hết rồi mà. Em còn muốn gì nữa? Chứ là anh ra ngoài đường á, anh phải có tiền dằn túi chứ. Gì? Dằn túi đúng không? Nè, dằn nhiêu đây là tôi đã thấy quá nhiều rồi. 50.000 lận đó. Ông là bây giờ ông đi ra ngoài đường là ông ăn sáng uống cà phê ông làm gì chỉ gói gọn trong tầm mười mấy ngàn thôi. 50.000 là tôi đã thấy nhiều rồi. Ông muốn dặn tới bao nhiêu nữa? Có 50.000 sao mà đủ? Vợ người ta hả? Cho người ta 5 triệu một ngày kìa. Cái gì? Vợ ai cho 5 triệu một ngày? À, vậy là bây giờ đi ra ngoài đường xong mà thấy vợ người ta như vậy cái ham cái mê đúng không? Được rồi, vậy thì bây giờ ông đi theo nó đi. Ông xách đồ qua nhà vợ người ta, ông ở đây đừng ở với tôi nữa. Trả lại đây, khỏi luôn. Lấy lấy ông lấy, thôi. Em chán thiệt chứ. Hello bạn tôi. Lâu ngày không gặp á. Bạn vẫn ăn bám vợ như ngày nào ha? Cái này làm gì vậy? Tôi với bà đâu còn bạn bè gì nữa. Thôi, tôi xin lỗi mà. Thì ngày xưa tôi thiếu tiền quá cho nên là tôi mới gạt ông vậy. Nhưng mà hôm nay tôi tới đây để tôi trả nợ cho ông mà. Đây nè. Bà thiếu tôi có 5 triệu à. Đưa nhiều vậy? Thì 5 triệu là tôi trả nợ. Còn 10 triệu là coi như tiền lãi đi. Dù gì tôi cũng có lỗi với ông mà. Ghê trời. Mới trúng số hay gì á? Hay là cặp được đại gia? Không. Cái này là tôi tự làm giàu cho bản thân tôi. Bây giờ tôi là CEO Nhi Nguyễn. Tôi chuyên đào tạo các khóa học làm giàu mà. Thu nhập của tôi tầm 1 tỷ một tháng là ít nhất á. 1 tỷ hả? Ừ. Trời ơi má ơi. Mà ông làm lương tháng bao nhiêu? Thì 5-6 triệu. Thì đó. Với lại ông cứ để cho vợ ông lấn lướt ông vậy hoài đâu có được. Nhưng mà đàn ông mà lương một tháng 5-6 triệu, vợ nó coi thường là đúng rồi. Đàn ông phải có chí làm giàu lên, vợ nó mới nể mình. Nhưng mà tôi có biết làm gì đâu. Chị ơi, chị phải CEO Nhi Nguyễn phải không? Dạ đúng rồi. Hâm mộ chị lắm á. Nhờ chị á mà em theo học cái khóa học làm giàu gì đó. Mà một tháng em kiếm hơn 100 triệu luôn. Em biết ơn chị vô cùng luôn á chị. Cho em xin chụp với chị mấy tấm hình nha. Dạ được ạ. Dạ. Rồi, em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ, dạ, chào ạ. Ê, khóa học gì vậy? Còn Bên tôi còn có một suất à. Nhưng mà tôi hứa cho người ta đăng ký rồi. Bà nhường cái khóa học đó cho tôi đi. Nè, đây. Tôi đưa trước tiền học cho bà. Mình là bạn thân mà. Thiệt đó, khó cho tôi quá. Nhưng mà thôi, ông là bạn cho nên là để tôi về tôi suy nghĩ cách để tôi nói khéo với người ta. Nhường cái đó lại cho ông. Hứa nha. Tôi đi á. Cảm ơn bà nhiều nha. Bye bye nha. Đi nha. Ông đi yên tâm đi. Tôi nói sẽ xin lời là chắc chắn là lời mà. Với lại ông nhìn tôi bây giờ đi. Nếu như mà hả tôi không kiếm ra tiền thiệt thì làm sao mà tôi có thể ăn mặc đồ sang trọng vậy được chứ. Thì tôi tin tưởng bà mà. Nè, giữ đi. Khoan. Làm gì mà cầm tiền lẹ vậy? Em đi đâu đây? Sao hôm nay chương diện như vậy? Mấy cái đồ này mắc tiền lắm nè. Ở đâu em có vậy? Đúng rồi. Nếu như mà là em mua thì nó sẽ rất là mắc. Nhưng mà thuê thì rất là rẻ. Nè, cô đừng có tưởng chỉ có một mình cô mới biết chỗ thuê đồ. Tôi cũng biết mà. Nhằm khi chỗ của tôi thuê lại trùng với chỗ của cô thuê đó. Tôi có thuê đồ gì đâu, sao cô nói kỳ vậy? Là sao Nhi? Tôi không biết. Nhưng mà ông phải tin tôi. À, ông nhớ cái thằng bé tới chụp hình với tôi hôm trước không? Nó hâm mộ tôi lắm. Nếu như mà tôi không giúp nó kiếm ra tiền thiệt á thì làm sao nó tới nó cảm ơn tôi được, đúng không? Đúng rồi. Ý cô là thằng nhóc bán vé số đó hả? Em trai. Ủa? Chị là danh nhân Hồng Vân phải không? Trời ơi, em ngưỡng mộ chị lắm luôn á. Nhờ chị mà em học cái khóa học làm giàu gì đó. Mà một tháng em kiếm hơn 100 triệu luôn. Chị, cho em xin chụp với chị tấm hình nha. Ê, cái câu này nghe quen quen lắm nè. Hình như là... Thì em đâu biết gì đâu anh. Cái chị áo đen này nè, chị thuê em rồi chị nói em nói sao thì em nói y chang vậy. Rồi chứ em bán cái số giảm đâu biết gì đâu. Thuê hả? Dạ đúng rồi. Thôi bà nha.
chị. Mà lại chị thấy chuyện tốt không? Được, tốt mà. Tiền nè. Wow, cảm ơn chị nhiều nha. Mai mốt chị có cần gì á, chị kêu em nha. Đi nha. Thôi được rồi. Nè, đây là coi như là tiền công của em. Chị trả gấp đôi như những gì đã hứa. Một vai mà diễn tới hai lần. Nhiều dữ vậy hả chị? Công nhận chị đẹp mà chị còn rộng rãi nữa. Cảm ơn chị nhiều nha. Em đi trước đi. Dạ. Là sao Nhi? CEO mà tính lừa gạt tiền tôi hả? Cái đó là điều đương nhiên. Anh không cần phải hỏi. Những cái chiêu trò lùa gà đa cấp rẻ tiền của cô chỉ có thể lừa được chồng của tôi thôi, chứ không còn lâu mới qua mặt được tôi. Tôi nhắc cho cô nhớ, từ bây giờ trở về sau còn bén mảng tới gặp chồng của tôi nữa, tôi báo công an bắt cô đó. Biến. Ngồi đó làm gì? Còn anh nữa đó, anh đã sáng con mắt anh ra chưa? Em đã nói là anh đừng có giao du với nó, nhưng mà anh vẫn một mực không có tin lời của em. Anh xin lỗi, xem chút nữa là anh bị nó lừa hết rồi. Anh đúng là vô dụng mà. Em không có trách anh vô dụng. Còn cái chuyện mà em giữ hết tiền không phải là em muốn giếm cho bản thân em, mà tại vì tính anh này dễ tin người. Anh hiền lành khờ khạo nữa, ra ngoài đời ai nói cái gì một xíu là tin sái cổ liền hà. Nên là em mới lo là có bao nhiêu anh về anh đem hết đưa cho người ngoài. Em sợ là em sợ như vậy thôi. Vợ chồng mình làm ăn rất là khó khăn mới tích góp được bao nhiêu đó. Anh xin lỗi mà, anh hứa với em luôn á, từ nay bao nhiêu tiền em giữ hết đi. Nè, anh sẽ không đụng vô tiền bạc nữa. Nhưng mà em giữ như vậy rồi em cho anh lại có chút xíu tiền hả? Bộ anh không giận em hả? Nhưng mà em đúng mà. Giờ anh mới biết á, là kiếm tiền khó mà giữ tiền khó hơn. Anh có người vợ biết trông nom tiền, vậy mà anh còn trách em nữa. Anh xin lỗi em. Thôi, chuyện cũ rồi bỏ qua đi. Em cũng cảm ơn là bây giờ anh đã hiểu cho em. Vậy thì em giữ tiền nữa nha. Có cần cái gì á thì cứ nói với em. Có. Hả? Cho anh xin lại 50 ngàn. Hùng quá. Nè. Cảm ơn vậy yêu. Về đi về. Dạ.